Minh Vy xin kính chào quý vị đến với bản tin FBNC Việt Nam ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng với Minh Vy điểm qua những nội dung như sau. Cuộc trao đổi với Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủ Thiêm về một số dự án trọng điểm tại khu đô thị này. Cổ đông ngân hàng Exim Bank đã đồng ý xem xét việc sáp nhập với một ngân hàng khác, tuy nhiên vẫn chưa tiết lộ tên đối tác. Nhưng trước hết sẽ là thông tin sáng nay khởi công 4 tuyến đường chính tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây được xem là sự khởi đầu cho các dự án khác tại khu vực này. Vâng, thưa quý vị, lễ khởi công dự án khu dân cư thấp tầng và triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính khu đô thị mới Thủ Thiêm đã chính thức được đưa vào khởi động vào ngày 26 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là điểm mở đầu nhằm khai thông cho các dự án nối tiếp vào khu đô thị này trong thời gian tới. Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn 10 năm triển khai đền bù giải tỏa và sắp xếp chỗ ở cho người dân, đến nay khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được giải phóng mặt bằng tới 99%, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hơn 10 năm tập trung triển khai quy hoạch di dời tái định cư cho hơn 100 cơ quan đơn vị, 15.000 hộ dân với gần 60.000 người dân ở 5 phường của quận 2. Song song đó, thành phố đã chấp thuận cho công ty địa ốc Đại Quang Minh liên doanh với Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDF tiếp tục triển khai xây dựng 4 tuyến đường giao thông chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm đại lộ Vòng Cung, đường ven hồ trung tâm, đường ven sông Sài Gòn, đường Châu Thổ trên cao, băng qua khu lâm viên sinh thái phía Nam, được quy hoạch phân chia và kết nối 8 khu chức năng chính của đô thị mới Thủ Thiêm. Cũng tại buổi lễ, dự án khu dân cư thấp tầng khu 2 là dự án nhà ở thương mại đầu tiên được khởi công xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm tính tới thời điểm này. Dự án có tổng diện tích 37,15 ha, bao gồm các chức năng nhà ở, thương mại, trường học, nhà văn hóa, công viên, cùng với hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Ước tính tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án nhà ở này vào khoảng 10 đến 12.000 tỷ đồng. Theo ông Trần Bá Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, dự án nhà ở hiện nay đã được chuẩn bị về mặt tài chính, để từ đó có những chính sách bán hàng phù hợp cho người mua. Chúng tôi xem rằng cái việc phát triển bất động sản, vấn đề tài chính là cái quan trọng. Và chúng tôi cũng đã có một cái sắp xếp hết sức chu đáo, cả về cái vốn tự có, cả về cái vốn vay cho dự án, và cả về cái việc là chúng tôi tổ chức bán ra theo hình thức cuốn chiếu, để có những cái thu hút thêm về cái đầu tư thứ cấp và cả cái bán trả dần cho khách hàng. Theo kế hoạch, dự án 4 tuyến đường cũng như dự án nhà ở sẽ được đưa vào khai thác và sử dụng từng phần và hoàn thành trong năm 2016. Nhân sự kiện Thủ Thiêm khởi công 4 tuyến đường chính đầu tiên với tổng quy mô đầu tư 10.000 tỷ đồng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lê Dũng, Phó trưởng ban quản lý khu Thủ Thiêm, kiêm giám đốc Trung tâm Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủ Thiêm về tầm quan trọng của dự án này cũng như là những kế hoạch Thủ Thiêm đang chuẩn bị để hiện thực hóa diện mạo của khu đô thị mới Thủ Thiêm trong thời gian tới đây. Thưa ông đánh giá thế nào về việc 4 tuyến đường chính vừa được khởi công tại Thủ Thiêm, cùng ngày thì khu nhà ở thấp tầng cũng được khởi công cùng lúc ạ? Thì việc tổ chức thi công 4 tuyến đường chính của khu thị mới Thủ Thiêm nó có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì đây là cái hạ tầng kỹ thuật mà nó quyết định cho việc triển khai các cái dự án đầu tư tiếp theo. Riêng cái dự án khu dân cư thấp tầng dọc đại lộ và đông tây thuộc khu 2 hiện nay do Đại Quang Minh làm chủ đầu tư, đây là dự án đầu tiên được triển khai trong điều kiện khó khăn hiện nay, thì việc mà khởi công khởi động cái này nó cũng góp phần cho việc thúc đẩy quá trình đầu tư của Thủ Thiêm. Thưa ông, hiện mình đã bước sang gần như là giữa năm 2013. Theo kế hoạch thì đến năm 2020, Thủ Thiêm cơ bản hình thành, có vẻ như là còn rất là nhiều công việc ngổn ngang khi mà thời điểm 2020 cũng không còn quá xa. Trong cái kế hoạch 2013 thì Thủ Thiêm có nhiều cái lĩnh vực phải tập trung triển khai. Trong đó cái quan trọng nhất là phải triển khai là đầu tư hạ tầng. Đây là một cái lĩnh vực mà nó quyết định cho cái quá trình phát triển của Thủ Thiêm. Thủ Thiêm có thành công hay không thì cái việc đầu tư hạ tầng nó tốt hay xấu cũng là một cái yếu tố rất là quyết định. Cái thứ hai đó là tập trung sau khi cơ bản kết thúc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất, thì Thủ Thiêm tập trung mời gọi đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng các công trình
Thứ ba đó là hoàn tất cái quá trình nghiên cứu các cái công trình mà mang tính chất điểm nhấn và công cộng của thành phố để phục vụ cho bước là triển khai đầu tư, ví dụ như là cái quảng trường trung tâm, như công viên bờ sông, như là cái lâm viên sinh thái phía nam, tức là những cái công trình mang tính chất điểm, cái điểm nhấn công cộng quan trọng nhất để nó từng bước nó hình thành cái bộ mặt theo cái mục tiêu hoạch của Thủ Thiêm. Thưa ông, có vẻ như là ban quản lý Thủ Thiêm đang rất kỳ vọng vào việc thu hút đầu tư vào Thủ Thiêm lần này. Cái hội nghị quảng bá xúc tiến đầu tư vào ngày 8 tháng 5 dự kiến tổ chức ngày 8 tháng 5 2023 thì có nhiều yêu cầu. Trong đó có yêu cầu thứ nhất là Thủ Thiêm muốn cung cấp thông tin một cách chi tiết cho các nhà đầu tư, các cơ quan mà có sự quan tâm đến việc triển khai đầu tư Thủ Thiêm. Thứ hai là muốn trao đổi và lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư về nhu cầu đầu tư, những cái điều kiện, những cái yêu cầu của họ mà từ trên cơ sở đó để mình xem xét và có một là giải quyết, hai là kiến nghị các cơ quan hữu quan giải quyết cái nhu cầu nhằm làm sao đảm bảo cho quá trình thu hút đầu tư nó tốt nhất. Và cái yêu cầu thứ ba mới là thông qua cái hội nghị này thì gặp gỡ các cái nhà đầu tư mà họ quan tâm để tiếp cận và trao đổi từng bước là thu hút họ đầu tư vào Thủ Thiêm. Vâng, xin cảm ơn ông. Sáng nay ngày 26 tháng 4, Đại hội Cổ đông Ngân hàng Eximbank đã nhất trí chủ trương sẽ nghiên cứu xem xét sáp nhập với tổ chức tín dụng khác. Theo người đại diện cao nhất của Eximbank, chuyện sáp nhập trong thời gian tới là xu thế tất yếu của các ngân hàng trong nước nếu muốn có quy mô và sức mạnh lớn hơn. Như vậy, sau HD Bank, Maritime Bank, Eximbank cũng đã công khai chủ trương xem xét sáp nhập với tổ chức tín dụng khác. Theo ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank, khi chủ trương của ngân hàng nhà nước là sẽ không tăng số lượng ngân hàng thương mại cổ phần trong tương lai gần, thì sáp nhập là xu thế tất yếu nếu ngân hàng muốn có quy mô và quản trị tốt hơn. Hiện số ngân hàng cổ phần đã quá nhiều rồi và chất lượng thì cũng chưa hẳn là tốt. Như chúng ta biết là có rất nhiều ngân hàng và trong đó cũng khá nhiều ngân hàng nhỏ, vốn điều lệ thấp. Rồi cái tính quản trị thì nó cũng có vấn đề, mà đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế xã hội nó có, cho nên là định hướng của chính phủ và nhà nước trong đó nó có cái việc là phải nên cái việc tự nguyện là sáp nhập. Thì trong cái chiều hướng đó thì Eximbank trình với Đại hội Cổ đông là xin cho phép nghiên cứu cái việc có thể sáp nhập thôi. Ông Dũng cũng cho biết thêm, đối tác để xem xét thì đã có, nhưng hiện ngân hàng không thể tiết lộ vì cũng chưa muốn gây ầm ĩ quá. Bên cạnh đó, vị chủ tịch của Eximbank cũng khẳng định, không loại trừ khả năng ba lãnh đạo ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện các khoản đầu tư tài chính khác, tương tự như khoản đầu tư vào Sacombank năm 2012, nếu có cơ hội. Khoản đầu tư vào Sacombank hiện nay được xem là đầu tư tài chính của Eximbank vì vẫn đáp ứng đúng quy định, chỉ khi nào số tiền mang đi đầu tư chiếm từ 5% vốn điều lệ trở lên thì mới phải xin phép đại hội cổ đông. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, trong đó có 9 lĩnh vực được ưu tiên tiếp cận hai nguồn vốn này. Theo nghị định thì 9 lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA và vốn ưu đãi gồm có xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, phát triển hạ tầng xã hội, khoa học và công nghệ cao, phát triển nông nghiệp nông thôn, tăng cường thể chế cải cách hành chính, bảo vệ môi trường tài nguyên, chương trình mục tiêu quốc gia, xúc tiến đầu tư một số lĩnh vực và ưu tiên khác theo quy định của chính phủ. Đối với khu vực tư nhân thì có 4 hình thức tiếp cận vốn ODA và vốn vay ưu đãi, gồm có vay vốn từ tổ chức tài chính, tín dụng trong nước, thông qua các chương trình dự án được tài trợ bằng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án theo hình thức PPP, trong đó chính phủ góp bằng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Và thực hiện các chương trình, dự án có mục tiêu hỗ trợ khu vực tư nhân của cơ quan chủ quản. Để tiếp nhận vốn ODA và vốn vay ưu đãi thì đơn vị tư nhân phải có năng lực tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án được cơ quan chủ quản chương trình, dự án hoặc cơ quan cho vay xác nhận. Với trường hợp vay lại vốn ODA và vốn vay ưu đãi, thì phương án tài chính của chương trình dự án và năng lực tài chính của chủ dự án phải được thẩm định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Và thưa quý vị, sau ít phút nghỉ giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại với những nội dung như sau. Cuộc trao đổi với bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vinamilk.
Cổ đông công ty Hòa Bình đòi tăng chia cổ tức bằng tiền mặt lên 20% thay vì 10%.